Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kem Hoàng Cung chính hãng 01659 447339. Có nhiều bạn mua hàng về rồi inbox hỏi mình cái cách sử dụng sản phẩm ấy. Thì hôm nay mình sẽ nói nhanh về cái cách sử dụng bộ sản phẩm Kem Hoàng Cung nhé. Thì buổi sáng là các bạn dùng sữa rửa mặt này. Buổi sáng các bạn dùng sữa rửa mặt nhé. Các bạn lấy một chút, các bạn rửa mặt như bình thường. Cái sữa rửa mặt này nó sẽ có tác dụng làm sạch sâu bên trong da của chúng ta, nhưng vẫn làm da của chúng ta mềm mịn mà không có bị khô da nhé. Sau khi rửa mặt xong thì các bạn bôi một ít serum, thoa một ít serum thôi. Các bạn chấm đều lên mặt, vỗ 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 tản đều. Sau đó các bạn massage theo chiều từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên nhé. Vỗ nhẹ lên da mặt để tránh nhăn da, tránh da mặt bị chảy xệ nhé. Sau khi thoa serum xong thì các bạn sẽ bôi đến kem ngày. Cái kem trị nám ban ngày đó các bạn nhé, có chữ Day Cream nhé. Các bạn sẽ thoa một ít kem ngày, cũng thoa đều như vậy, thoa đều khắp mặt như vậy, theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Đó. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng đến kem trang điểm chống nắng nhé. Kem trang điểm chống nắng này các bạn cũng lấy một ít bôi lên. Điều đặc biệt ở cái kem này là chất kem của nó sánh mịn, và các bạn bôi lên da là các bạn sẽ thấy làn da của chúng ta là mịn màng, trắng sáng mà không có hề bị lộ vân kem nhé. Nó có màu vàng sánh này, có mùi thơm của nhân sâm đương quy, rất là dễ chịu. Các bạn chỉ cần buổi sáng là các bạn làm 4 bước. Đó là rửa mặt, thoa serum, bôi kem ngày, sau đó là kem trang điểm chống nắng nhé. Là da của các bạn đã mềm mịn, trắng sáng và rất là tự nhiên. Các bạn chỉ cần thoa một chút son nữa thôi là các bạn có thể tự tin đi ra ngoài rồi. Buổi tối về thì các bạn dùng cái gì? Buổi tối thì các bạn lại tiếp tục rửa mặt nhé. Các bạn lại tiếp tục rửa sạch mặt. Đó. Sau đó là các bạn lại thoa serum. Giống như bước hồi sáng, các bạn lại thoa serum, cũng một lượng ít, nhẹ nhàng như vậy. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ bôi kem trị nám ban đêm. Cái kem trị nám ban đêm này rất là quan trọng. Nó, cái da của chúng ta nó có sáng, có đẹp hay không là nhờ vào cái kem này rất là nhiều các bạn nhé. Chất kem vàng sánh này, thơm mịn này. Cái này nó vàng sánh, nó lỏng hơn là cái kem trang điểm. Cái kem trang điểm kia thì nó đặc quánh, còn cái này là nó vàng sánh nha. Các bạn nhìn, các bạn thấy này. Các bạn thoa một ít lên da và vỗ nhẹ tán đều và massage theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, y như cái bước hồi sáng á. Vậy là các bạn đã xong một cái ngày. Qua một ngày các bạn đã trải qua các cái bước dưỡng da, chăm sóc da của mình rồi nhé. Các bạn cứ thực hiện như vậy. Một bộ sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng được 2 đến 3 tháng nhé, tùy theo người, có thể sử dụng được 2 đến 3 tháng.